Chào cả nhà hết nha, cả nhà thân yêu yêu. Trời hôm nay lạnh mà mưa cho nên á Thanh Ngọc đứng ở trước cửa nhà để quay cái cảnh đó ở ngoài vườn với lại ở trước cửa. Đây là cái cây cổ thụ, cây cổ thụ gì? Cái cây dương liễu, cổ thụ dương liễu của mình với hai hai cây mai đào ở hai bên, và cái mai vàng cái bên. Trời nó âm u như vậy nha cả nhà, cả nhà nhìn thấy trên bầu trời kìa, trắng giả hết. Nay thì không có tuyết. Ở nhà nhìn thấy không, dơ không? Mùa đông là nó dơ vậy, nhất là chim. Chim nó bư gông, bư đất rồi lên lõm nhõm. Bư lên nó kiếm côn trùng nó ăn. Cỏ thì nó nằm sát gạt chứ nó không có lên nổi. Thì tại vì nó lạnh đó cả nhà. Nhìn thấy nó tới hù à, tại nó không có, nó không có ánh sáng mặt trời. Hôm nay trời mưa mà. À, mình quên nữa, mình cũng thông báo cho cả nhà biết là bữa nay là coi như là ở bên bên Pháp nó đã bắt đầu không cho đi đi tập trung nữa nha cả nhà, xe máy cày. Là đi siêu thị là không có vô luồn tuông nữa nha cả nhà, mà phải đi theo lối thứ tự, cách 1 mét là một người, cách mét đó một người sắp hàng đi, chứ nó không có vô cho mà vô luồn tuông mạnh ai nấy vô, không có. Bây giờ nó đã phát bùng bùng phát trở lại cho nên giờ người ta nghiêm ngặt trở lại rồi. Còn đi ra đường là phải có cái chưa cái vấn đề mà đi có cái giấy thì mình chưa có nghe, nhưng mà cái vấn đề mà vô siêu thị á, tất cả siêu thị đều đi theo hàng lối thứ tự và sắp hàng ngay ngắn. Bữa nay ông xã mình đi đi ra quầy Cora. À, sẵn đó đổ xăng rồi nhìn coi người ta có sắp hàng hay không, có sắp hàng từ ngoài đường đi vô tới cho siêu thị hay không. Ổng mới nghe cái Formation của Pháp nói hồi hôm. Bây giờ ở đâu nó cũng bùng phát mạnh mạnh mẽ hết rồi. Rồi bây giờ mình ở nhà mình cứ mình làm video để up lên YouTube là mình quay cảnh ở nhà mình cho nó chắc cú hơn ha cả nhà ha. Chứ đi ra ngoài phố làm gì cũng quay như vậy. Mà là đông đi rồi nó có cái hư này hư nọ nữa. Để hôm nào mình sẽ đi, nó không có mưa thì mình sẽ đi đi quay cái vùng nông thôn của mình, một tour đi qua một tour để mình quay cho cả nhà mình cùng xem cái cảnh ở bên bên Pháp là nó như thế, vùng thôn quê 1 tiếng, nhà thờ đánh 1 tiếng.
gói cái ben thôi à. Trời mưa buồn. Bên này mà trời lạnh vào mùa đông mùa lạnh buồn hiểu buồn hiu, nhớ nhớ Việt Nam á cả nhà. Nhà thấy cây cổ thụ của mình chưa? Cây thông cổ thụ mình á. Từ ở trên ngọn ha, đưa xuống tới gốc. Mình đứng ngay cửa nhà nha cả nhà. Trời mưa. Trời mưa mà trời tối hù luôn. Nó không có ánh sáng mặt trời. Ở đây thì nó có một chút. Cái cây cây gì? Cây cổ thụ mà dương liễu của mình đó cả nhà. À, nó có nó hồi trước nó có cái con chim mà là gõ cộc 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 ở trên cây á. Con cây là con chim làm chim 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 gì chim gõ 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 gì đó. Con chim gì mà nó gõ cái cây, nó gõ rồi nó moi cái tổ, nó làm cái tổ ở trên trên cây đó cả nhà. Thì nó moi cái lỗ quá trời bự luôn. Nó moi nhưng mà nó không có đẻ, tại vì nó phát hiện có người thấy nó đó là mình á, mình đứng mình dòm mình thấy nó, cái nó thấy rồi nó bỏ cái tổ đó, bỏ tổ đó cái nó không biết nó đi đâu. Xong rồi cái ổ đó, rồi cái con mèo, có một con mèo nó cũng như là nó không biết ở đâu, nó mắc 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 đẻ quá. Cái nó leo lên cái cây đó, nó chui vào cái ổ, cái hang đó. Chui vào cái hang ở trên cái cây cây dương liễu của mình. Rồi nó chui vô đó bắt đầu nó đẻ có một con một thôi. À, mèo trắng bông đen đen, đẹp lắm, dễ thương lắm. Thì nó đẻ ăn đó rồi cái nó bỏ con mèo con đó nó đi. Rồi thấy con mèo con đó nó cũng vẫn lớn. Nó lớn lớn từ từ cái bắt đầu nó kêu ngao ngao ngao. Thì ông xã mình á, ổng mới nghe tiếng mèo con kêu, ổng mới không biết ở đâu ổng tìm. Rồi tới chiều vậy đó cái rồi con mèo á nó ló cái đầu nó ra, mèo con á ló cái đầu ra cái lỗ đó, cái hang đó, cái không biết nó bò ra làm sao mà nó rớt xuống cái bịch mà nó không có chết nha cả nhà. Rớt xuống cái bịch. Dễ thương lắm. Dễ thương ơi dễ thương. Trắng đốm đen. Rớt xuống cái nó bò lởn nghển nè. Cái nó kêu ngao ngao. Giờ ông xã mình ra, kêu mình ra, cái mình ra mình thấy con mèo. Giờ ổng không cho nuôi, ổng nói đem nó bỏ đâu đi, đem bỏ ngoài cho nó đi tìm mẹ nó, mà biết mẹ nó đâu đi tìm. Mình mới đem ra ngoài về ngoài đường đó, vào cái giàn bông á, bỏ nó nằm góc đó đó cho nó kêu, rồi kéo qua người lại, người ta thấy con mèo á là đúng mèo của người ta thì người ta bắt về người ta nuôi. Đẻ có con một à, rồi bỏ nó đi. Mà người ta nói mèo đem lại nhà mình đẻ con là bỏ đó cho mình thì nó hên, hên cái gì đâu hên, không thấy hên gì hết á, mà thấy từ lưa đủ thứ chuyện, có hên gì đâu. Rồi sao lại không biết ai bắt nó đi luôn, tại vì ông xã mình không thích nuôi thú cưng,
nhất là mèo chó con này nọ ông thích nuôi, nuôi rồi mình đi đây đi đó rồi ai cho nó ăn nên ông thích nuôi. Thôi mình clip mình quay ở đây cũng nhiều rồi, mình xin chúc cả nhà đầu tuần thứ hai tất cả YouTuber đều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Lạnh quá rồi nói không ra tiếng rồi, cả nhà ơi, chào cả nhà hết nha. Uva.